Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sức Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, đối diện với tuổi tác ngày càng tăng cao, tình trạng lão hóa khiến làn da trở nên thiếu sức sống. Trong khi xương khớp biểu hiện đau nhức, cứng khớp, nhất là trong những dịp mưa gió trở trời. Đây cũng chính là tình trạng mà không ít cô bác khi bắt đầu bước sang tuổi trung niên đang phải đối diện. Và đó cũng là lý do có rất nhiều cô bác đã gửi thư về cho chương trình với mong muốn được chia sẻ về cách cải thiện tình trạng da và xương lão hóa. Và không để quý vị cô bác phải chờ đợi lâu, Sống Khỏe Mỗi Ngày đã phối hợp cùng với nhóm chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe gửi tới quý cô bác một cách vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả giúp giữ dáng đẹp da, xương chắc khỏe. Đó chính là bổ sung nguồn thực phẩm tốt cho da và xương, gồm 7 loại rau giàu protein hơn cả thịt và nhiều canxi hơn cả sữa. Chi tiết về 7 loại rau tuyệt vời này gồm những gì, vì sao chúng lại đem đến những lợi ích tuyệt vời như vậy cho sức khỏe và có điều gì cần lưu ý trong quá trình sử dụng hay không? Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày. Mời cô bác hãy cùng theo dõi nhé! Những thực phẩm nạp vào cơ thể hàng ngày sẽ tạo nên chế độ dinh dưỡng và có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tuổi thọ của mỗi người. Và các loại rau cũng không ngoại lệ. Rau là thực phẩm tốt cho nhan sắc và sức khỏe. Chúng ta thường được khuyên ăn nhiều rau hơn để bổ sung chất xơ, vitamin, giảm cân và ngăn ngừa nhiều bệnh tật, bao gồm cả ung thư. Nhắc đến thực phẩm giàu protein, chúng ta nghĩ ngay đến thịt. Còn nếu muốn bổ sung canxi, đa số mọi người sẽ tìm đến sữa. Tuy nhiên có một số loại rau cũng rất giàu hai chất này nhưng ít người biết đến. Sau đây là danh sách về 7 loại rau có nhiều protein hơn thịt và giàu canxi hơn sữa mà cô bác nên tích cực bổ sung trong các bữa ăn của gia đình nhà mình nhé. 4 loại rau giàu protein. Protein còn được gọi là đạm, bao gồm có đạm động vật và đạm thực vật. Đây là những thành phần không thể thiếu trong quá trình hình thành và phát triển của cơ thể. Hơn nữa, đạm thực vật còn có giảm nguy cơ béo phì, bệnh tật và có tác dụng làm đẹp da, giữ dáng rất tốt. Sau đây là 4 loại rau rất giàu đạm, thậm chí còn hơn cả thịt mà cô bác nên bổ sung thường xuyên vào thực đơn hàng ngày. Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan là đậu hạt tròn thuộc chi đậu Hà Lan, thuộc cây họ đậu, thường dùng làm rau ăn hoặc lấy hạt để chế biến đồ ăn vặt. Loại rau này giàu protein một cách đáng kinh ngạc. Cứ 100g đậu Hà Lan thì có khoảng 5g protein. Nó cũng giàu vitamin A, vitamin K, vitamin C và chứa rất nhiều chất xơ. Ngoài giàu dinh dưỡng, thành phần của đậu Hà Lan cũng giúp điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, đồng thời giúp làm giảm cholesterol xấu và nâng cao sức đề kháng, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các vấn đề về sức khỏe khác. Nấm. Hàm lượng protein trong nấm cao gấp khoảng 3-6 lần rau quả thông thường. Hơn nữa, nấm còn chứa tới 18 loại axit amin là nguồn gốc để xây dựng cơ bắp và tế bào. Hàm lượng protein của nấm ăn tươi cao gấp 2 lần so với bắp cải và mang tây, gấp 4 lần so với quả có muối. Còn nấm khô thì có hàm lượng protein dao động từ 19-40%. Ví dụ như đối với nấm giò, lượng protein đạt 3,63% nếu ăn tươi, nhưng nếu như để khô thì con số này lại lên đến 37%. Ngoài việc cung cấp các chất dinh dưỡng phong phú, nấm còn có tác dụng chăm sóc sức khỏe rõ rệt. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng polysaccharide có trong nấm có thể giúp cải thiện chức năng miễn dịch và kiểm soát lipid trong máu. Mang tây. Đây là một loại rau phổ biến với hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong 100g mang tây chứa 2,2g protein, tức là chiếm 27% lượng calo cho mang tây. Ngoài ra, mang tây cũng là một nguồn tuyệt vời của vitamin B, folate, đồng mangan, phosphor, magie, vitamin A và K. Nó cũng chữa fructoglycosidase, giúp kích thích sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột. Rong biển. Rong biển là một thực phẩm phổ biến trong ẩm thực châu Á, nhanh chóng trở nên phổ biến đối với người phương Tây bởi vì nó rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, đặc biệt là nó giàu protein. Cụ thể là 100g rong biển thì chứa khoảng 6g protein. Rong biển cũng rất giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng, nhưng cần lưu ý là hàm lượng dinh dưỡng của rong biển có thể thay đổi dựa trên nơi nó sinh trưởng. Do vậy, các loại khác nhau sẽ chứa chất dinh dưỡng khác nhau. Đặc biệt, hàm lượng protein trong rong biển thay đổi theo mùa, thường cao hơn vào cuối mùa đông và mùa xuân và sẽ thấp hơn vào mùa hè. Ngoài protein, rong biển còn giàu cellulose, oleo,
hữu cơ, natri, glinat và các thành phần khác, giúp trì hoãn quá trình làm rỗng dạ dày, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa glucose, tăng cường hoạt động của insulin và ổn định lượng đường trong máu. 3 loại rau giàu canxi. Canxi giúp xương và răng chắc khỏe, giúp xây dựng cơ bắp chắc tế bào trong cơ thể và các dây thần kinh hoạt động tốt hơn. Nhưng đừng nghĩ rằng hải sản, sữa hay viên canxi, thực phẩm chức năng mới giúp cô bác bổ sung canxi. Sau đây là 3 loại rau rất giàu canxi nhưng không phải ai cũng biết. Bông cải xanh. Viêm xương khớp là bệnh khớp mãn tính phổ biến nhất. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 40% người trên 65 tuổi mắc một số loại viêm xương khớp. Ăn uống chống viêm được coi là cách tiếp cận tốt nhất để bảo vệ xương khớp của cô bác. Đứng đầu danh sách thực phẩm này là bông cải xanh. Một số nghiên cứu được công bố vào năm 2017 đã phát hiện glucosinolate trong bông cải xanh có thể ngăn chặn sự phá hủy sụn, từ đó bảo vệ xương khớp tối đa. Rau bina. Rau bina là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Chúng giàu chất sắt, giúp ngừa chứng thiếu máu, chứa vitamin E và C chống oxy hóa mạnh, giúp khống chế các tế bào ung thư và ngăn ngừa lão hóa. Loại rau này còn giàu canxi và vitamin K, tốt cho xương và răng. Có thể ăn nhiều mà không sợ béo. Chưa hết, rau bina cũng sở hữu vitamin A, giúp điều hòa việc sản xuất dầu ở lỗ chân lông và nang lông trên da, nhờ vậy mà dưỡng ẩm cho da tốt hơn. Vitamin C trong loại rau này còn kích thích cơ thể sản sinh collagen, một chất giúp da đẹp mịn màng, căng tràn theo thời gian. Nấm hương. Được mệnh danh là ông hoàng của các loại nấm, nấm hương có tác dụng chống viêm, chữa suy nhược cũng như bổ sung vitamin K và C giúp xương khớp chắc khỏe. Y học hiện đại đánh giá cao nấm hương như một nguồn bổ sung vitamin D2 phòng chống bệnh còi xương và chứng thiếu máu. Nấm hương còn có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư nhờ đặc tính điều hòa miễn dịch. Khi đi vào cơ thể, chúng sẽ làm chậm quá trình sản sinh tế bào ác tính, từ đó ức chế mầm mống ung thư nhanh chóng. Không chỉ vậy, nấm hương cũng rất giàu chất xơ và vitamin có lợi cho quá trình giảm cân, cải thiện vẻ ngoài. Thưa quý cô bác, thực tế protein và canxi là hai nhóm chất thiết yếu cho hoạt động sống hàng ngày của chúng ta. Do vậy, việc bổ sung hai nhóm chất này ngay từ khâu chọn thực phẩm hấp thụ vào người là vô cùng cần thiết. Riêng đối với canxi, cô bác không chỉ cần quan tâm tới danh sách những thực phẩm giàu canxi mà chúng tôi vừa giới thiệu, cô bác cũng cần phải lưu ý tới một số sai lầm trong chính giấc ngủ để không ảnh hưởng xấu tới xương khớp, thậm chí làm tăng nguy cơ tử vong. Vậy một số sai lầm khi ngủ gây hại cho xương gồm những điều gì? Vì sao chúng lại ảnh hưởng xấu tới cô bác ngay cả khi chúng ta không vận động? Và cô bác cần khắc phục những sai lầm này như thế nào? Cô bác hãy theo dõi phần 2 của chương trình để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Tư thế nằm và cách chọn gối khi ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Không chỉ quyết định chất lượng giấc ngủ mà còn có thể mang đến bệnh xương khớp tim mạch. Trên thực tế thì ngày càng có nhiều người trẻ tuổi gặp các vấn đề về xương khớp từ rất sớm. Lý do liên quan đến đời sống sinh hoạt như tư thế ngồi, cường độ vận động, xoa bóp sai cách, chế độ ăn uống và thói quen khi đi ngủ. Đặc biệt là 4 sai lầm phổ biến khi nằm gối gây mất ngủ và nhiều bệnh tật nhưng ít ai biết. Dùng tay thay gối. Không ít cô bác không nằm gối nhưng lại có thói quen kê tay khi ngủ. Điều này không chỉ có hại cho đốt sống cổ mà còn ảnh hưởng đến dây thần kinh và cột sống. Nó cũng rất nguy hiểm. Vì khi đó dây thần kinh ở tay sẽ bị chèn ép, ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu, gây cảm giác tê, nhức và mỏi tay. Bản thân xương tay cứng hơn gối thông thường và hay chuyển động, dễ gây chèn ép dây thần kinh quan trọng ở cổ, làm chậm máu lên não, gây áp lực lên các huyệt nhạy cảm. Hơn nữa, độ cao của tay quá thấp, không đủ để đảm bảo cổ và vai gáy được bảo vệ trong khi ngủ, dễ gây đau nhức xương huyết và các bệnh về đốt sống cổ. Ngoài ra, một số nghiên cứu lâm sàng còn cho thấy tư thế ngủ gối tay còn là nguy cơ gây trào ngược thực quản. Nằm gối quá cao. Sử dụng gối quá cao để kê lên khi ngủ sẽ làm cổ bị gập, xương cổ bị áp lực, cằm dễ chạm vào ngực. Từ đó làm căng cơ ở vùng cổ, đôi khi làm rách cơ trong khi chúng ta đang ngủ. Đồng thời còn hạn chế máu lưu thông lên não, thiếu oxy về não, có hại cho tim, khó hô hấp và gây ra hiện tượng mất ngủ, đau vai gáy, chóng mặt, ngủ ngáy.
gối cao còn đặc biệt không thích hợp với những người hay nằm ngủ nghiêng và người cao tuổi. Người hay nằm nghiêng dùng gối cao rất dễ gây thoái hóa đốt sống cổ, còn người cao tuổi liên tục sử dụng gối cao sẽ dẫn đến vẹo cổ, gù lưng và khó ngủ. Ngoài ra, gối cao rất dễ gây nằm sai tư thế, dẫn đến dáng người và dáng đi bị xấu, gù lưng, xương sống bị tác động theo thời gian. Các chuyên gia khuyến nghị chiều cao thích hợp cho gối ngủ là từ 8 cho đến 15cm. Nằm gối quá thấp. Nếu cho rằng gối thấp giúp máu lưu thông lên não tốt hơn, dễ ngủ hơn thì cô bác sai lầm rồi nhé. Thực chất thì nó chỉ khiến lượng máu lên não quá nhiều, dẫn đến nguy cơ mạch máu bị sung huyết, gây sưng mặt, sưng mí mắt hay đau nhức đầu khi thức dậy. Thậm chí với những người có bệnh về tim mạch huyết khối, liên tục ngủ với gối thấp hoặc không dùng gối sẽ làm tăng nguy cơ nhồi máu não. Nếu thường xuyên nằm gối thấp sẽ dẫn đến cơ cổ bị chùn, xương sống cong. Đây là nguyên nhân chính gây ra việc đau cổ, cứng khớp, lâu ngày dẫn đến thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống cổ. Thói quen này còn dễ gây giật mình khi ngủ, ngủ không sâu, mơ ác mộng hay hoa mắt chóng mặt khi ngủ dậy. Ngoài ra thì nó cũng khiến cổ bị ngửa lại phía sau, xương cổ từ đó cũng bị ảnh hưởng, không đảm bảo được cong tự nhiên của độ sống. Vì vậy độ cao của gối ít nhất phải trên 8cm. Không nằm gối. Ngủ không gối có thể mang lại một vài lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên thì nó chỉ hữu ích cho những người ngủ với tư thế nằm sấp. Trong khi đó, nằm sấp lại làm gia tăng áp lực lên cột sống, hệ hô hấp, tim, các khớp ở lưng và cổ nên không được các chuyên gia khuyến cáo. Những người nằm ngủ nghiêng hoặc nằm ngửa thường sẽ thấy việc ngủ không có gối sẽ gây áp lực lên cổ của họ. Bằng cách này, nó có thể làm hỏng chất lượng giấc ngủ, dẫn đến đau cổ và lưng, gây ra nhiều vấn đề về xương khớp. Ngoài ra thì vùng gáy và cổ với nhiều động mạch quan trọng, bao gồm cả động mạch cảnh. Khi dù không dùng gối sẽ không được nâng đỡ, bảo vệ, đồng thời dễ bị kéo căng quá mức và đập, chấn thương khi thay đổi tư thế. Trường hợp nghiêm trọng có thể gây nhồi máu não, nguy hiểm đến tính mạng. Các chuyên gia cho biết, tốt nhất là hãy dùng gối thay vì dùng tay hoặc không dùng gối hay bất cứ vật dụng nào để kê đầu khi ngủ. Chiều cao đảm bảo sức khỏe của gối dao động từ 8 đến 15cm, chiều rộng khoảng 30cm và chiều ngang dài 60cm. Gối cũng không nên quá cứng hoặc quá mềm và có chất liệu phù hợp với tư thế thường ngủ. Thưa quý cô bác, vừa rồi là một số lưu ý về 4 sai lầm trong dáng ngủ khiến sức khỏe xương khớp của cô bác bị đe dọa nghiêm trọng. Và để có thể bảo vệ được không chỉ xương khớp và sức khỏe tổng thể của chúng ta, cô bác đừng quên tránh xa những thói quen xấu như 4 thói quen tai hại khi ngủ vừa rồi. Đồng thời, hãy tích cực sử dụng các loại rau giàu protein và canxi như chúng tôi vừa chia sẻ nhé. Cảm ơn quý cô bác đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trên con đường chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Chúc quý cô bác sẽ luôn được mạnh khỏe, bình an. Tới đây, chương trình hôm nay xin kết thúc. Cảm ơn quý cô bác đã theo dõi chương trình. Cô bác đừng quên chia sẻ video nếu thấy hữu ích và ấn nút đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình sau.